Siêu âm canh trứng, giải pháp đơn giản giúp tăng khả năng thụ thai. Để tăng khả năng thụ thai, các cặp đôi thường chọn cách canh trứng rụng để thụ thai. Rụng trứng một phần của chu kỳ kinh nguyệt xảy ra khi trứng được giải phóng từ buồng trứng. Trứng có tuổi thọ ngắn hơn, chỉ có thể sống từ 12 đến 24 giờ, trong khi tinh trùng có tuổi thọ từ 3 đến 5 ngày khi sống trong môi trường âm đạo của người nữ. Do đó, canh trứng rụng để thụ thai sẽ giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc lên kế hoạch thai sản của mình. Rụng trứng có thể nhận biết qua một số dấu hiệu của cơ thể như tăng thân nhiệt, dịch tiết âm đạo hoặc dùng que thử rụng trứng hay siêu âm canh trứng. Trong đó, siêu âm canh trứng là phương pháp dự đoán chính xác nhất. Siêu âm canh trứng là phương pháp được bác sĩ tiến hành thông qua siêu âm đường bụng hoặc siêu âm qua đầu dò âm đạo. Bên cạnh đó, thông qua siêu âm, bác sĩ còn có thể chẩn đoán được bệnh đa nang buồng trứng hay rối loạn phóng loãng. Thời điểm thích hợp để siêu âm canh trứng tùy thuộc vào chu kỳ kinh của bạn dài hay ngắn, bác sĩ sẽ hướng dẫn cụ thể. Thông thường, nếu chu kỳ 28 đến 30 ngày, thì ngày thứ 9 tính từ ngày bắt đầu hành kinh, bạn sẽ bắt đầu siêu âm canh trứng. Ví dụ, ra kinh ngày 4 tháng 5, thì ngày 13 tháng 5 bắt đầu siêu âm đánh giá các nang trứng hai bên buồng trứng. Sau đó, tùy vào tốc độ phát triển của trứng và thời gian chu kỳ kinh ngắn hay dài, bác sĩ sẽ hẹn lần siêu âm tiếp theo. Thông thường cách 24 tiếng, đến khi trứng gần rụng thì khoảng 12 tiếng. Quy trình thực hiện siêu âm canh trứng. Bác sĩ sau khi đưa đầu dò vào bên trong âm đạo có thể quan sát được nang trứng. Quá trình này diễn ra trong vòng 10 đến 15 phút. Bạn không hề cảm thấy đau đớn hay bất kỳ sự khó chịu nào không mong muốn. Sau đó, cứ 2 ngày chị em sẽ phải tiến hành siêu âm một lần cho đến khi nang trứng đạt kích thước khoảng 15mm thì tiến hành siêu âm mỗi ngày cho đến khi trứng trưởng thành và rụng. Trứng rụng đạt chất lượng tốt nhất thì nang trứng đạt kích thước 20-28mm. Đối với bệnh nhân nữ khám vô sinh, thường tiến hành siêu âm ngày thứ 2 của chu kỳ để kiểm tra số lượng nang noãn thứ cấp và chẩn đoán tình trạng bệnh. Trứng sau khi rụng chỉ có khả năng thụ tinh tốt nhất trong 12 giờ đầu, tối đa 24 giờ sau rụng trứng. Ngày giao hợp có khả năng có thai cao nhất là 2 ngày trước khi rụng trứng. Siêu âm canh trứng là một kỹ thuật có độ chính xác cao, giúp tăng tỷ lệ thụ thai. Do đó, các cặp vợ chồng đang mong muốn có con nên tìm hiểu về phương pháp này và tiến hành đi thăm khám sớm khi có những bất thường để được tư vấn bởi các chuyên gia tại các cơ sở y tế hoặc tại 8 chi nhánh trực thuộc hệ thống y khoa Ái Nghĩa. Nếu còn điều gì thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay hotline 0933 706 188 để được hỗ trợ sớm nhất nhé. Sức khỏe của bạn, niềm hạnh phúc của Ái Nghĩa.